Hello everyone, chào mừng em quay trở lại kênh Gargantua Zombie. Đây là video mình sẽ làm về các plan hệ bom. Ở đây thì bao gồm 5 plan. Đầu tiên là con Zanabeno. Mình sẽ thử nghiệm luôn về khả năng tấn công của nó. Ở đây thì nó sẽ tấn công ra từng hàng và mắc tối đa kill được 9 con zombie. Con Purple. Con này là một con hệ độc. Nó không hẳn là hệ bom. Con này không gây ra sát thương trực tiếp nhưng mà nó có thể bắn ra độc lên zombie. Và khả năng kill mắc của nó là 15 zombie. Tiếp đến là con Cherry Bomb. Một con plan vô cùng quen thuộc anh em. Con này cũng rất dễ kiếm vì nó có ngay trong các map đầu tiên rồi. Tuyệt chiêu tối đa của nó tiêu diệt được 9 con zombie. Con Grapeshot. Con trùm nho này khá là lợi hại ở cái chỗ là nó có thể bắn được ở dưới diện tích rộng. Tuy nhiên là cái lượng đam của nó sẽ bị chia nhỏ ra. Đây, khả năng cứu mắc của nó là được 21 zombie. Và cuối cùng là con Bomber Granite. Con này sẽ giống với con Cherry Bomb. Tuy nhiên là sau khi nổ xong nó sẽ để lại những cái hạt lựu nhỏ ở dưới đất. Các zombie dẫm vào thì nó cũng sẽ gây ra sát thương. Vì vậy là cái sự cứu mắc của nó chỉ rơi tầm từ 9 đến 18 con thôi. Tiếp theo mình cho nó đấu với các con zombie. Đầu tiên là con zombie ship. Quả đầu tiên thì nó có thể làm vỡ được cái tấm khiên của con zombie ship. Con này cũng có thể làm vỡ được tấm khiên này. Còn hạt lựu của nó liệu có kill được cái con zombie được không? Không được rồi. Tiếp đến là mình sẽ thử nghiệm trên con Robocon Comri. Con này là một con zombie trâu và toàn diện. Tấn công mạnh, phòng thủ của nó cũng mạnh. Ở đây con đầu tiên thì con Cherry Bomb phải mất đến 3 quả thì nó mới này gây sát thương chết được con Robocon. Còn Purple thì nó khả năng nhiễm độc thì không biết một phát nó có chết không. Ok, như vậy là chỉ cần một con Purple thôi là đủ kill được con zombie rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tấn công con Gargantua, đại diện con Mumifi và Gargantua. Oh.
Còn đây con chicken wrangler. Mình sẽ cho thêm hai con Zodeo gần Dubai và con Dubai Bull ở bên cạnh nữa. Hạt lễ của khá là mạnh. Ok anh em, sau khi mà mình test với các zombie rồi mình sẽ đến với arena. Đây sẽ là một phần gameplay. Mình sẽ chỉ sử dụng phần plan thôi. Ở đây thì có quá nhiều con chicken cho việc tấn công nó. Ok, như vậy kết thúc mình đã được 2.317.000 điểm. Một con số không tồi. Và video mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video khác. Goodbye.